Hy sinh đời bố. Thuở ấy, đất trời còn hoang vu, hương trời bay theo gió, đáp vào vết thương trên thân cây gió bầu, rồi hoa vào dòng nhựa chảy ra từ vết thương ấy. Được đất ấm, nắng trời và gió biển hun đúc qua hàng trăm năm, tạo nên trầm hương. Ai sống trên đời này cũng mong một lần được thấy trầm hương. Ở một làng nọ dưới chân núi Hoành Sơn, có chàng Nghĩa cũng quyết tâm lên đường đi tìm trầm hương. Đây là miếng ngải, cháu ngậm vào sẽ bảo vệ cháu khỏi thú dữ. Nhưng cháu hãy nhớ lấy, sau 100 ngày miếng ngải này sẽ tan ra. Lúc đó cháu chưa ra được khỏi khu rừng thì cháu sẽ biến thành hổ mãi mãi. Thưa già, cháu hứa sẽ về đến nhà trước 100 ngày. Mình đi đường xa, nhớ giữ gìn. Mình cứ yên tâm, tìm được trầm hương rồi tôi sẽ về. Có trầm hương để bán, nhà mình sẽ no ấm hơn, không nghèo khổ thế này nữa. Mẹ ơi, con kiến, con kiến. Con hổ. Hổ? Con. Con ơi, cứu tôi với, hổ. Phải giết nó đi, nếu không, nó sẽ hại cả làng. Đúng thế. Khoan đã. Con hổ đấy là con Nghĩa hóa thành. Dân làng hãy nhìn túi trầm hương trên cổ nó mà xem. Mình ơi. Chắc cậu ta đã để ngải tan trong miệng trước khi ra khỏi rừng. Mình ơi, sao lại ra nông nỗi này. Dù sao thì cậu Nghĩa cũng đã thành hổ rồi. Nếu không giết đi thì sẽ làm hại cả làng mất thôi. Xin đừng làm hại chồng tôi. Cậu Nghĩa tuy đã hóa thành hổ nhưng vẫn chưa mang trái tim của quỷ dữ. Vậy nên chăng hãy đuổi cậu ta về rừng. Đừng giết cậu ta mà tội nghiệp. Cha, cha. Mình ơi. Cậu Nghĩa tuy đã hóa thành hổ nhưng trái tim vẫn là của con người. Trái tim ấy vẫn biết dành thứ quý giá nhất cho vợ con. Mình ơi, mình chờ em với. Dù có phải vào rừng thiên nước độc mà sống, em và con cũng đi theo mình. Trầm hương thì quý giá thật đấy, nhưng sao đánh đổi được tình nghĩa vợ chồng bấy lâu nay. Vàng ơi, vàng có thấy không? Chẳng lẽ vàng làm ngơ trước tình cảnh trái ngang này sao? Vàng ơi, xin vàng thương cho nhà cậu Nghĩa. Vàng đã nghe thấy rồi. Tạ ơn vàng đã thương nhà cậu Nghĩa. Chúng con tạ ơn vàng. Vàng. Đêm trong rừng vắng. Mẹ, con và Sao đã quyết định sẽ gắn bó với nhau. Hôm nay con đưa Sao về đây để xin mẹ cho phép. Hôm nay trong người mẹ thấy mệt quá. Chắc mẹ phải vào nghỉ một chút. Để hôm khác nói chuyện này nha. Kìa mẹ. Con to gan thật. Dám đưa đứa con rơi con vải đó về đây. Mẹ ơi, Sao là người rất tốt bụng và chu đáo. Khắp trong bản ai ai cũng thấy. Con xin mẹ đừng chỉ vì hoàn cảnh của cô ấy mà phản đối chuyện chúng con. Con xin mẹ cho chúng con một cơ hội. Nhất định mẹ sẽ thấy Sao là người con gái tốt. Sống trước đổ đâu, sống sau đổ đấy. Nó chắc chắn là đứa chẳng ra gì đâu. Con hãy quên ngay nó đi. Mẹ. Kìa Sao, em bình tĩnh nghe anh nói đã.
không muốn vì em mà anh với mẹ bị bất hòa đâu. Em ngốc thật đấy. Mẹ cũng là một người hiểu chuyện. Có lẽ chúng mình về thưa chuyện đường đột quá nên mẹ bất ngờ thôi. Sao? Nghe anh nói này, hãy kiên nhẫn thêm một chút. Nhất định mẹ sẽ đồng ý chuyện của chúng mình. Mấy ngày hôm nay mẹ có vẻ mệt. Ngày mai anh sẽ lên đằng đỉnh núi phía Tây cùng với cậu Sửu kiếm ít xăm về cho mẹ. Đợi sức khỏe mẹ khá hơn, mình sẽ lại cùng thưa chuyện với mẹ em nha. Đã dặn là về sớm rồi mà giờ còn chưa về. Đây là món canh măng thằng Mộc thích nhất. Trước khi đi còn cố dặn mẹ nấu nữa chứ. Còn không về sớm á thì không khéo nguội hết bát canh măng, mất ngon. Mộc về đây hả con? Là cháu Sửu đây. Cháu Sửu đây à? Thế à, thằng Mộc nhà bác đâu rồi? Bác ơi, cháu xin lỗi. Mộc bị rơi xuống khe vực quá sâu và hiểm trở. Cháu không thể đưa cậu ấy về đây với bác được. Hả? Mộc ơi, Mộc à, con tôi đâu? Mộc ơi. Kìa bác, anh Mộc. Không, con của tôi sắp về rồi. Nó đang về với tôi mà. Mộc ơi. Bác ơi, anh Mộc thật sự không thể trở về được nữa rồi. Đã bao ngày nay bác mê man không tỉnh. Cứ thế này anh Mộc sẽ chẳng thấy yên tâm được đâu bác. Bác hãy mạnh mẽ lên. Cháu sẽ thay anh Mộc ở đây chăm lo cho bác. Ủa, bác ấy đi đâu rồi? Bác ơi, bác có thấy bác Mừng đi đâu không ạ? Lúc chiều tôi thấy bà ấy đi về phía rừng. Bà ấy vẫn chưa về sao? Hả? Bác ấy vào rừng ư? Không phải bác ấy lại đi tìm anh Mộc sao? Trời sắp sập tối rồi. Bác Mừng, bác Mừng ơi! Mộc ơi! Kìa bác, trong rừng đêm nguy hiểm lắm. Để cháu đưa bác về. Cô là ai? Buông tay tôi ra đi. Để tôi đi tìm con của tôi. Bác ơi, bác cẩn thận. Phía trước là vực sâu đấy bác. Bỏ tôi ra. Để tôi đi tìm con tôi. Bác ơi, bác cứ thế này thì anh Mộc có ở suối vàng cũng không an lòng được đâu. Xin bác hãy bình tĩnh lại. Cậu nói sao? Con tôi ở đâu? Không, nó đang về với tôi mà. Mà không, con ơi, mẹ sẽ đi theo con. Bác ơi, cháu xin bác mà. Bác ấy cứ như người mất trí vậy. Phía trước là vực thẳm rồi. Mộc ơi, con ơi, đợi mẹ với. Mẹ ơi. Không, cậu không phải là con tôi. Con tôi đi đâu mãi chưa trở về. Mẹ ơi, con là Mộc đây. Mẹ đến với con nào. Mẹ ơi, con ở đây cơ mà. Mộc. Vâng, con Mộc đây. Mẹ ơi, trước khi đi, con dặn mẹ ở nhà nấu cho con bát canh măng mà. Sao mẹ lại ra đây? Mộc ơi. Con Mộc đây. Canh măng nguội hết rồi con. Để con đưa mẹ về nha. Mộc, con ơi. Là cô hôm qua ở trong rừng đưa ta về sao? Con của ta đâu? Sao cô lại... Cháu xin lỗi, hôm qua đã giả là anh Mộc để đưa bác về nhà. Trong rừng đêm thật sự rất nguy hiểm. Bác ơi, cháu biết bác rất đau lòng. Nhưng thật sự anh Mộc không còn nữa. Xin bác hãy sớm bình tâm trở lại. Thằng Mộc không còn thì sao cô còn ở đây? Bác, xin bác hãy để cho con được thay anh Mộc ở đây chăm lo cho bác. Còn chuyện trăm năm của cô thì sao? Thời gian qua vì thằng Mộc, cô đã chăm lo cho ta đủ lắm rồi. Cô cũng đã cắt đi cả bộ tóc dài của mình vì ta. Tất cả như vậy đủ lắm rồi.
Ta thật lòng cảm ơn cô. Từ bây giờ ta sẽ tự lo cho mình được. Cô đừng lo cho ta nữa. Hãy tự lo cho cuộc sống của mình đi. Bác, xin bác đừng bảo con đi. Cả cuộc đời này con đã nguyện ở bên anh Mộc rồi. Nay anh ấy không còn nữa. Xin bác hãy coi con như là phận con cái trong nhà, để con được thay anh ấy chăm sóc, phụng dưỡng cho bác. Con không trách giận ta đã từng phản đối chuyện hai đứa hay sao? Đó là lỗi của bọn con khi đã thưa chuyện quá đường đột. Chúng con đều nghĩ rằng sớm muộn rồi bác cũng đồng ý cho chúng con. Chỉ tiếc rằng ta đã để mình chìm trong nỗi đau quá lâu, mà càng lúc càng trở nên quá vô tình. Ta nhận được sự quan tâm chăm nom của con mà cứ coi đó như là điều mặc nhiên vậy. Thằng Mộc nó nói đúng. Nó nói con tốt bụng, nhân từ. Ấy vậy mà khi ta hiểu ra điều này thì sao lại muộn màng quá vậy? Tấm lòng, bản chất của một con người đâu thể đánh giá qua hoàn cảnh gia đình của họ. Tiếc rằng ta bằng này tuổi rồi mà vẫn hồ đồ. Ta đã không phải với con. Mẹ, mưu thoát chết. Cha à, đến giờ con mới biết nhà ta có nhiều vàng thế này. Chuyển sang miền Đông ở, chúng ta cần số vàng này để mua một căn nhà, sắm đồ đạc nữa. Chúng ta sẽ đi ngay trong chiều nay sao cha? Ừ, chúng ta sẽ đi nhờ chuyến tàu thủy chở hàng cho kịp lễ phục sinh. Con trai à, mang theo từng này vàng không phải là ít. Nên vì vậy, trên đường đi, con hãy nhớ phải hết sức giữ gìn bí mật nhé. Đừng để lộ ra, người khác biết không hay đâu. Dạ, con biết rồi. Chúng tôi đi nhờ sang miền Đông. Tôi đã xin phép thuyền trưởng của các anh rồi. Mời ông vào khoang của mình. Cảm ơn. Con trai, con trông từng chiếc hòm nhé. Để cha ra ngoài hỏi xem phòng tắm ở đâu. Vâng ạ. Sao mày biết hai cha con họ có mang theo hòm vàng? Ngay từ khi cha con họ vào thuyền, em đã nghi rồi. Lúc nãy cha con họ ra ngoài làm gì đó. Sao lúc đó mày không ôm luôn cái hòm kia đi luôn đi? Em cũng đang định thế, thì nghe có tiếng bước chân vào. Không xong rồi, bọn chúng phát hiện ra hòm vàng rồi. Cái gì? Giết cha con họ ư? Bé bé cái mồm thôi, ai nghe thấy thì chết đây. Đây là cơ hội đổi đời cho anh em mình, phải chớp ngay cơ hội chứ. Quyết định vậy nhé. Tối nay tầm 2 giờ sáng, nhân lúc cha con họ đang ngủ, chúng ta sẽ ra tay. Sao? Cha nói sao? Kệ chứ, bọn chúng nghe thấy bây giờ. Cha, mình phải đi báo với thuyền trưởng ngay. Đừng con, không nên làm vậy. Lỡ thuyền trưởng cũng thông đồng với chúng thì sao? Một khi lòng tham đã nổi lên, chúng sẽ không từ thủ đoạn nào đâu. Nhưng đây là toàn bộ gia sản cha tích góp cả đời. Lẽ nào chúng ta lại để bọn chúng chiếm hết? Đưa cho nó cũng vẫn không chắc thoát được nguy hiểm. Chúng sẽ sẵn sàng ra tay giết cha con ta để diệt khẩu. Cha, hay là mình giấu cái hòm vàng này đi? Cũng vô ích thôi. Chúng đã biết cha con ta có vàng, chúng sẽ tra tấn chúng ta để tìm ra số vàng thôi. Cách này không được, cách kia cũng không xong. Chẳng lẽ chúng ta chịu chết ở đây sao? Làm sao bây giờ? Chúng sắp hành động rồi. Con trai, lại đây. Cha có cách này. Thằng con hư đốn, cha nói mà mày chẳng bao giờ chịu nghe gì hết. Thế là sao? Cha luôn áp đặt con, cha thật quá đáng. Đồ bất hiếu. Tao thật vô phúc vì có đứa con như mày. Có phải hai cha con có cái hòm vàng kia không? Họ sao lại thế nhỉ? Hừ, con với chả cái. Đồ hư đốn. Đã thế, tao cũng không cần số vàng này nữa. Tao sẽ đem ném xuống biển. Ấy ấy, khoan đã. Đừng, từ từ, đừng có làm thế.
Ném thì ném đi, cha không cần phải dọa con. Không được, dừng lại ngay, lũ ngốc. Lão già điên thật rồi. Đừng buồn con trai, lúc đó không có cách nào khác cứu mạng cha con mình. Chúng ta chỉ có thể làm như thế thôi. Khi nào lên bờ, chúng ta sẽ tố cáo bốn tên thủy thủ kia. Vâng, con hiểu rồi, thưa cha. Cô gái và con ngựa. Ngày xưa, tại một thị trấn xa xôi nọ, có vị nam tước giàu có, đặc biệt yêu mến con ngựa bạch của mình. Các con, mau lại cả đây. Cha gọi chúng con ạ. Cha có việc phải đi xa. Cha không muốn để người lạ chăm sóc bạch mã, nên muốn giao phó cho ba con. Cha yên tâm, chúng con sẽ chăm sóc cho ngựa. Ăn đi, ta không chiều chuộng ngươi được như cha ta đâu. Mặc cho mày chết đói. Nước trong đây, ngựa uống đi. Đã như vậy thì từ giờ đến lúc cha về, cô đi mà cho ngựa ăn. Chị cũng muốn chăm ngựa lắm, nhưng nó chẳng ưa gì tụi chị. Vâng, em sẽ cố gắng. Cứ như vậy, cô Út ngày nào cũng chăm sóc ngựa chu đáo, trong khi hai cô chị thoải mái vui chơi. Cho đến một đêm mưa to gió lớn. Mưa to thế này sẽ tạt hết vào chuồng ngựa mất thôi. Nàng đừng sợ, ta chính là bạch mã mà nàng hàng ngày chăm sóc đây. Chàng là một thanh niên, sao có thể là bạch mã? Ta bị lời nguyền trong nửa thời gian sống phải biến thành ngựa, phục dịch con người. Trừ khi ta lấy được vợ là một cô gái hiền lành. Nhưng điều đó chẳng thể nào, vì mẹ ta chính là hung thần Deva, không ưa gì con người. Mẹ chàng là hung thần Deva. Nàng sẽ không vì thế mà xa lánh ta chứ. Bao lâu nay, được thấy nàng mỗi ngày là niềm hạnh phúc của ta. Em sẽ luôn bên chàng, chàng sẽ không rời đi chứ. Ta sẽ không đi đâu cả. Chỉ cần nàng hãy giữ bí mật về ta. Nàng hãy giữ lấy ba sợi lông này. Nếu chẳng may có biến trắc gì, hãy đốt chúng. Chúng ta đi chơi với những chàng trai ưu tú nhất vùng. Nó thì suốt ngày quẩn quanh xó chuồng ngựa. Thật là lập dị. Tụi chị nhanh nhẹn nên mới quen được chàng trai tốt. Ru rú ở xó chuồng ngựa như cô, chỉ có lấy ngựa thôi. Hả? Chàng ấy là ai vậy? Đó là người yêu của em đấy. Người mà các chị coi là ngựa đấy. Mình đã làm trái lời chàng dặn. Là lỗi của ta. Ta phải đi tìm chàng. Đã mấy ngày rồi, không thấy bóng dáng chàng đâu. Phải rồi, mình phải đốt một sợi lông bờm ngựa. Nàng đã làm trái lời ta dặn, giờ thì mọi việc sẽ thật khó khăn. Rừng này chính là lãnh địa của hung thần Deva, mẹ ta, nếu thấy nàng. Con dám lén lút giấu giếm ta, quen biết với một á nữ nhân. Con xin mẹ hãy chấp nhận người con yêu thương. Con đã có gan dẫn á tới đây rồi kia mà. Ta hứa sẽ không làm gì á. Giờ thì giao á cho ta. Nhưng mẹ phải giữ lời hứa. Nếu ả làm đúng yêu cầu của ta, con mau đi đi, ráng mà hoàn thành số giờ làm ngựa của con. Ngươi mà không làm đúng những gì ta bảo thì sẽ không giữ được mạng đâu. Nào, có dám không? Cháu nhất định sẽ làm được. Được lắm. Ngay bây giờ, hãy dọn sạch nhà cửa mà không lau chùi. Thế là mình sẽ dọn hay không dọn đây? Phải rồi. Mình phải đốt sợi lông bờm ngựa thứ hai. Như vậy có nghĩa là nàng phải quét dọn sạch nhà cửa, nhưng ghế băng thì đừng lau. Em sẽ cố gắng. Ta phải đi ngay, kẻo mẹ biết. Con trai của ta đã chỉ cho ngươi. Cháu... Nướng cho ta một miếng bánh, một lát ta về phải có. Dạ, mẹ chàng bảo em nướng bánh,
nhưng trong nhà không có nguyên liệu. Mẹ không chịu buông tha cho chúng ta rồi, phải bỏ trốn thôi. Nguy rồi, mẹ ta đang tới rồi. Đứng lại cho ta. Cô gái này dù hiểm nguy cũng dám lao đầu vì con. Còn con thì thà chết cũng phải bảo vệ cô ta, phải không? Xin mẹ hãy tha cho nàng. Ta hung dữ như vậy cũng vì muốn con tìm thấy một người phụ nữ thật lòng yêu con. Bởi chỉ cần thất bại một lần trong tình yêu thì vĩnh viễn con phải làm ngựa. Giờ con đã thấy cô gái ấy rồi. Chúc mừng hai con. Chúng con cảm ơn mẹ. Vậy là chàng trai phá được lời nguyền. Hôn lễ giữa chàng và cô gái Úc hiền lành được tổ chức tưng bừng. Về phần hai cô chị, họ vẫn không khỏi sửng sốt khi chú Bạch Mã ngày nào lại là một thanh niên tuấn tú nhường ấy. Rắc và cây đậu thần. Ngày xưa ngày xưa, tại một thị trấn phương Tây xa xôi, có cậu bé Rắc tinh nghịch hay làm biếng, sống cùng với mẹ. Rắc, con còn chưa dậy đi à? Mẹ, cho con ngủ thêm chút nữa đi ạ, lạnh quá. Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi, con lúc nào cũng lười biếng như thế. Mau dậy dắt bò ra chợ thị trấn bán cho mẹ. Bán bò ư mẹ? Vậy thì lấy đâu ra sữa mà đổi lương thực ạ? Nó lâu lắm rồi có cho sữa nữa đâu. Bán đi lấy vốn mua hạt về trồng rau củ con à. Dạ, con đi ngay đây. Bán mày đi càng hay, đỡ phải vắt sữa nữa cũng nhọc. Con bò của cháu đẹp quá, có thể để lại cho ta không? Ta sẽ đổi cho cháu hạt đậu này. Không được ạ, sao cháu có thể đổi cả con bò lớn để lấy hạt đậu bé xíu này của ông chứ? Đây không phải hạt đậu thường, mà hạt đậu thần đây cậu bé ạ. Cháu hãy trồng nó và sáng mai nó sẽ mọc cao đến tận trời xanh. Thân của nó chắc chắn vô cùng. Chỉ cần leo theo thân cây, cháu sẽ tới được một kho báu đấy. Thế nào, cháu đổi con bò chứ? Những gì ông nói là thật chứ ạ? Tất nhiên rồi. Vậy thì cháu đổi cho ông. Ông lấy con bò đi ạ. Nhưng cháu nhớ là chơi có tham, chỉ nên leo lên một lần thôi rồi chặt cây đi nhé. Cháu biết rồi ạ. Con dám đổi tài sản duy nhất nhà ta để lấy hạt đậu vô tích sự này sao? Nó là hạt đậu thần đấy mẹ ạ. Này thì thần này, con cái đã lười lại ngốc đến thế là cùng. Mau đứng ấp mặt vào tường, cấm con ăn uống gì hôm nay. Đói quá là đói, mẹ thật là... Lời ông lão ấy nói... Ta nghe có mùi hơi người. Có kẻ nào đó đang trốn trong bếp của ta đúng không? Mau ra ngay. Trời ơi, thì ra đây là cung điện của người khổng lồ. Hắn mà phát hiện ra mình thì xong đời. Ôi, có lẽ là mùi thịt gà thôi, chứ con người nào lại dám chui vào đây nộp mạng. Ôi, túi vàng, chỉ cần có được nó, mẹ sẽ không mắng mỏ mình nữa. Từ nay nhà mình sẽ giàu, khỏi phải làm gì. Con lấy đâu ra số tiền này? Mẹ ơi, chính là hạt đậu thần của ông lão hôm trước đấy. Mẹ cứ không tin con cơ. Con nói sao? Mẹ ơi, túi vàng này là từ cây đậu trượt xuống đấy. Mẹ cứ yên tâm đổi lương thực đi ạ. À. Từ nay chúng ta tha hồ mà sống sung sướng. Không tin, mẹ ra mà nhìn xem. Đó là cây đậu thần mà, nó vươn lên tận mây. Đúng là cây thần thật rồi. Vậy thì tốt quá, mẹ sẽ mua thật nhiều đồ ăn cho con. Phải lên đó tìm thêm báu vật mới được. Để cho ta một quả trứng vàng nhanh lên. Đây đúng là một báu vật vô giá rồi. Để cho ta một quả trứng vàng nhanh lên. Đúng là hoàn toàn bằng vàng. Mẹ con ta phải cảm ơn cây đậu ấy nhiều rồi. Nó thật vô giá. Ông lão thật buồn cười, lại bảo mình chặt cây đậu quý thế này đi cơ chứ.
kho báu vô giá của người khổng lồ trên kia. Thỉnh thoảng ta lại đến. Cuộc đời này tha hồ làm biến mà vẫn sung sướng. Bà la, hỡi đàn hạt, hãy chơi nhạc cho ta. Ôi, thật kỳ diệu, có được cây đàn ấy thì tuyệt biết mấy. Cứu tôi với, hỡi chủ nhân, một đứa nhóc đang lấy trộm tôi. Cứu tôi với, chủ nhân. Đứng lại cho ta, đứa ăn trộm kia. Thì ra chính là người bấy lâu nay đã lấy trộm vàng, gà thần của ta. Giờ còn định trộm đàn hạt, đứng lại. Thì ra nó theo cây đậu này đột nhập vào cung điện của ta. Mẹ ơi, bao chặt thân cây đậu cho con. Mẹ, cứu con. Từ nay ngươi mà còn dám bén mảng đến lâu đài của ta thì đừng có trách. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy Giác? Là con leo lên đó, chứ không phải cây đậu thần trả ơn mang gà thần và vàng đến phải không con? Mẹ ơi, con sợ lắm rồi. Đúng là con đã nói dối mẹ. Con đã leo lên cây đậu đến cung điện toàn vật báo của người khổng lồ. Con quá tham lam nên... Lời đức, tất cả là tại mẹ. Vì đã không tìm hiểu rõ mọi chuyện, mẹ đã không ngăn cấm con. Chuyện gì xảy ra nếu gã khổng lồ bắt được con? Con sẽ không thể đứng cạnh mẹ như lúc này đâu con à. Mẹ ơi, hôm nay con đã học được một bài học nhớ đời rồi. Con sẽ không bao giờ giấu mẹ điều gì nữa. Và con cũng sẽ làm việc thật chăm chỉ, không làm biến nữa đâu mẹ ạ. Được rồi, con yêu của mẹ. Con hiểu được như vậy là tốt rồi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.